Xin chào tất cả các anh em đam mê về dòng xe thì hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2020, là ngày mà Thanh Thạch lập nên kênh YouTube Thanh Thạch Vlog đam mê và giải trí. Thì kênh này Thạch sẽ làm nhằm mục đích nói về đẳng cấp của dân chơi xe hai thì và những thứ liên quan đến hai thì, giải trí có vui có buồn và có những đoạn phim ngắn. Thì hôm nay là ngày kênh Thanh Thạch Vlog đam mê và giải trí bắt đầu có kênh. Thì những anh em nào có nhã ý muốn trải nghiệm qua những niềm vui nỗi buồn của một người đam mê giống như Thanh Thạch thì hãy đăng ký kênh YouTube Thanh Thạch Vlog này, anh em chúng ta sẽ cùng trải nghiệm qua những đẳng cấp về hai thì. Thì kênh Thanh Thạch Vlog bắt đầu có video từ lúc 8 giờ tối nay. Rồi thì lời chào lời mời Thanh Thạch đã gửi đến cho anh em, mong anh em hãy cùng với Thanh Thạch để chúng ta trải nghiệm đẳng cấp của một dân chơi hai thì. Và Thạch sẽ bật mí nhỏ của những đoạn ngắn, là có nghĩa là Thạch sẽ dựng những hiện trường lấy từ đời thật của Thanh Thạch và của những anh em đam mê đã ngồi trò chuyện tâm sự với Thạch. Thạch sẽ lấy những cái đó để làm video, làm những đoạn phim ngắn để anh em chúng ta xem và trải nghiệm, có thể rút ra những bài học trong những cái video clip đó nữa. Rồi thì Thạch xin đón tiếp anh em và mong anh em hãy đăng ký kênh Thanh Thạch Vlog để Thanh Thạch Vlog phát triển